dành cho mùa thu năm nay. Set đồ này thì với chất liệu là đúng tiên tơ, một cái chất liệu mà luôn luôn được Mega Fashion chú trọng cho những cái set bộ rồi. Set đồ này thì màu của nó là màu đỏ đô, một cái màu mà rất là dễ mặc. Kể cả như da của ai không được trắng lắm, da hơi ngăm đen thì cũng mặc màu này vẫn được. Đó. Và cái set này thì cái phần áo ấy sẽ là phần kéo khóa ở phía bên trên cả nhà nhá. Đây. Thì này. Và nó có mũ, set này thì có mũ. Mũ màu đen. Thì xinh luôn, nó phối giữa ba màu là chính này, màu đen, màu hơi be be và màu đỏ đô. Cái phần khóa này thì mọi người có thể kéo kín lên như này. Xinh này. Hoặc có thể kéo xuống một chút cũng được. Quần thì là quần dáng Alibaba nhá. Mặc rất là thoải mái luôn. Quần này nhìn rất là thể thao. Mặc set này thì mọi người có thể đi mặc đi tập vào mùa thu ấy. Thì nó sẽ không bị quá, tức là kiểu như là mình mặc không bị đóng quá. Và nó cũng phù hợp với tiết thời tiết mà kiểu như mùa đông hoặc mùa thu ấy. Thì mình cũng cần một cái set bộ đồ mà mình mặc nó không bị kiểu quá lạnh. Khi mặc set này thì mọi người có thể phối một đôi giày thể thao trắng là đẹp nhất rồi. Tôi nghĩ là phù hợp nhất. Xong rồi đeo cái ba lô. Set này thì có đủ size luôn, S, M, L cho mọi người lựa chọn. Như Phương là Phương đang mặc size S. Nhưng mà cái size S này thì hoàn toàn những ai mà tầm 50-50kg, 52kg ấy thì mặc cái size S này vẫn vừa. Đó, mọi người thấy không? Lên dáng, cực kỳ tôn dáng luôn ấy. Nhìn rất là khỏe.